Rồi, như vậy hôm nay chúng ta sẽ sang tiết thứ 14 của môn âm nhạc lớp 7. Hôm nay chúng ta sẽ học một số nội dung sau. Cô chào tất cả. Tiết thứ 14 của chủ đề 4, yêu thiên nhiên. Chúng ta sẽ học gồm hai phần. Thứ nhất là ôn lại bài hát Khúc hát chim sơn ca. Sau đó chúng ta sẽ tập thêm bài tập đọc nhạc, đó là bài tập đọc nhạc số 5, Em là bông hồng nhỏ. Đây là đoạn trích của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bây giờ trước khi học bài tập đọc nhạc thì chúng ta tiến hành luyện thanh. Chúng ta sẽ khởi động giọng bằng ba chữ Mia, 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 Mia. Ha. Giờ chúng ta cùng nhau khởi động nha. Rồi, sau khi luyện thanh xong, chúng ta sẽ xem bài, ôn lại bài Khúc hát chim sơn ca. Đây là bài hát Khúc hát chim sơn ca. Bây giờ chúng ta ôn lại cho thầy nha. Ta ca lên, hãy ca lên, ơi các bạn tuổi thơ.
Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ ôn lại cho thầy nha. Bây giờ chúng ta sẽ hát. Rồi, như vậy chúng ta vừa mới ôn xong bài hát khúc hát chim sơn ca. Bây giờ em hãy nêu cảm nghĩ của em sau khi học xong bài hát khúc hát chim sơn ca nào. À, từ tiếng hót tuyệt vời của chim sơn ca, nhạc sĩ Đỗ Hòa An đã khéo léo liên hệ đến những bạn có tiếng hát trong trẻo như chim sơn ca, và sẽ đem tới cho mọi người tình thân ái và đoàn kết. Bây giờ chúng ta sang phần 2, chúng ta sẽ tập bài tập đọc nhạc số 5, Em là bông hồng nhỏ. Trích của nhạc, đây là đoạn trích của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài hát Em là bông hồng nhỏ được viết theo nhịp, chữ C đây là nhịp, viết tắt của nhịp 4-4. Chúng ta cùng nhau phân tích nha. Chữ C là chữ viết tắt của nhịp 4-4. Tiếp theo, bài hát có nhịp đáy đà, đây chỉ có 2 phát thôi nào. Mà đúng ra nhịp 4-4 là tới 4 phát, nó thiếu phát cho nên gọi là nhịp đáy đà. Người ta còn sử dụng thêm dấu hóa bất thường, đây là nốt pha mà có một dấu thăng ở ngay nốt pha.
và ảnh hưởng trong một ô nhiễm gió hóa bất thường. Người ta sử dụng có dấu nhắc lại, dấu nhắc lại khung thay đổi số 1 và số 2 về cao độ. Người ta sử dụng nốt thấp nhất đó là re và cao nhất là phá. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau mình luyện tập cao độ nhé. Chúng ta sẽ đọc các nốt từ đồ, re, mi, fa, son, la, si, đố và đọc ngược lại đố, si, la, son, fa, mi, re, đồ ha. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đọc gam đô trưởng. Chúng ta gam đô trưởng và các âm trụ trong gam đô trưởng đó là đô mi son đô, đô mi son đô nè. Chúng ta bắt đầu đô mi son đô. Son đô đô son mi đô. Chúng ta làm lại đô mi son đô, đô mi son đô, đô son mi đô. Tiếp theo về âm hình tiết tấu thì chúng ta nhìn đây có đen đen, hai nốt đen đầu và bốn nốt đen tiếp theo ô nhịp thứ hai và cuối cùng là nốt trắng. Như vậy chúng ta có tất cả là 7 nốt ha, 6 nốt đen và một nốt trắng. Chúng ta cùng nhau đọc nha. Đen 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 trắng ha. Chúng ta cùng làm lại đen 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 trắng, đen 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 trắng. Đó là âm hình tiết tấu của bài Em là bông hồng nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ đọc về phần cao độ. Chúng ta sẽ đọc câu đầu tiên, đây là nốt đố và đây là nốt thứ hai là mí ha. Và nốt này chúng ta biết rồi không nào? Chúng ta đây là nốt phá, nốt phá. Mí rồi tới phá. Đô đô mi son. Đô mi son son đô son mi. Đô mi son son đô son mi. Đố mi son son đố son mi. Rồi tiếp theo câu thứ hai, rê phá. Rê phá son rê phá rê mi. Lại câu hai, rê phá son rê phá rê mi. Tiếp theo câu 3. Tiếp theo câu 3. Đố mi son son đố son fa. Đố mi son son đố son fa. Rồi tiếp theo câu cuối cùng. Fa la re re la fa son. Fa la re re la fa son. Rồi sau khi tới đây chúng ta lại đọc lại từ đầu ha.
đô mỹ son. Còn câu kết nè, câu kết thì chúng ta lấy hai nốt này và ráp với lại số 2 dưới cho hết bài nha. Fa la re son re si do. Fa la re son re si do. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau tập từng câu nha. Do mi son. Do mi son son do son mi. Rồi cả lớp cùng đọc nha. 2 3. Rồi lại lần nữa thầy coi. Rồi lần thứ 3. Do mi son son do son mi ha. 2 3. Rồi sang câu thứ 2. Re fa son re fa re mi. Re fa son re fa re mi. À, chúng ta nghe và hát luôn nha. Re fa son hai. Re fa son hai. À. Rồi lại lần nữa thầy coi. Re fa son hai ba. Rồi lần thứ 3. Bây giờ câu thứ 3. Do mi son son do son fa. Cả lớp nhỉ. Do mi son hai ba. Rồi lại thêm lần thứ 2. Rồi lại thành lần thứ 3 luôn nha. Rồi câu tiếp theo. Fa la re re la fa son. Re fa la re fa la re hai ba. Rồi lại lần nữa thầy coi. Fa la re. Lần thứ 3. Rồi sau câu thứ 4 thì chúng ta lại hát lại từ đầu câu 1 ha. Hát lại câu 1, câu 2, câu 3. Câu 3 lời 2 và riêng câu 4 lời 2 chúng ta tập riêng nè. Fa la re son re si do. Fa la re son re si do. 2 3. Rồi chúng ta làm lại. Làm lại lần nữa câu kết. Fa la re son re si do. 2 Rồi lần thứ 3. Rồi như vậy bây giờ chúng ta sẽ hát lại, đọc lại cả bài luôn cho thầy nha.
Rồi, như vậy chúng ta vừa mới đọc nốt xong, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ráp lời luôn cho thầy nha. Rồi, như vậy chúng ta vừa mới hát nhạc và hát lời xong ha. Về nhà chúng ta nhớ hát lại hoàn chỉnh cái bài hát khúc hát Chi Sơn Ca mà chúng ta vừa ôn xong đó nha. Kết hợp theo các vận động và gõ tiết tấu cho thầy. Rồi, đọc và ôn lại nhiều lần bài tòa đọc nhạc số 5, kết hợp đánh nhịp gõ tiết tấu. Sau đó chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhạc về nhạc sĩ Beethoven. Như vậy, tiết học của chúng ta hôm nay là hết rồi. Chúc các em luôn học tốt và hẹn gặp lại vào tuần sau nhé. Các em nhớ chép bài cho đầy đủ cho thầy. Hôm nay đã là tiết thứ 14 rồi. Và chuẩn bị là sang tháng 12 mình sẽ chuẩn bị kiểm tra thi học kỳ 1 nữa nha.